Khoảng sân cạnh nhà ốc ách nước giờ là chỗ kiếm cơm mỗi ngày của em Huỳnh Văn Bắc. Một ít cần câu ếch, bác cứ cầm cùi để lo bữa ăn cho cha, cho mẹ. Là con một trong gia đình, cha bị mờ hai mắt, mẹ lại gánh đủ thứ bệnh. Bác sớm ý thức phải cố gắng gấp nhiều lần. Hằng ngày lo việc nhà cửa, em lại tranh thủ xin đi làm thêm để kiếm tiền nuôi ước mơ con chữ. Không nề hà khó nhọc, cậu học trò vóc người nhỏ thó cứ nghĩ đến đấng sinh thành mà nỗ lực. Ngày nào học thì học, còn ngày không học thì phải đi làm thêm, kiếm thêm là trang trải cho ba mẹ đỡ lo. Trong suy nghĩ em cũng muốn giúp gia đình, em cũng nghỉ học đó, nhưng mà ba mẹ thì kêu con gán thì ba mẹ gán lại làm lo cho con. Em suy nghĩ em vẫn đi học, gán đi tiếp học tiếp, vừa học vừa làm nên cho nó đỡ, cho ba mẹ đỡ lo chút, tôi có tiền em trang trải lên. Em có buồn đêm buồn mà không dám nói với ai hết trơn á, thì mình nghèo khổ mà mình đâu nói gì được. Dạ khổ nhất là lúc mà căn nhà nó cũ nó sập sập á, sợ lắm, sợ ngủ bằng đêm mà nó sập xuống khổ nữa. Thường lắm kia nằm bằng đêm khóc, tôi nghiệp với ông con, giờ học mà giờ mần nữa, không bằng ta. Chỉ có thằng con một mà nó lo gia đình vậy nữa, rồi lo học hành nữa, bởi vì tôi nghiệp cho con tôi, bởi vì nó đòi nghỉ hoài. Nó nói mẹ ơi, giờ gia đình mình nghèo khổ quá, thôi để cho con nghỉ đi, con nghĩ con cũng lo mần tiếp cho cha mẹ. Nó thôi con ơi, mẹ còn sống ngày nào thì con học ngày nấy đi, con lo con mần rồi con học. Bà Trần Thị Dung, mẹ của Bắc, dù đang mang nhiều bệnh trong người, nhưng phần vì sợ tốn kém, phần vì coi sóc nhà cửa nên đành xin bác sĩ về. Người đàn bà khắc khổ như chất chồng nỗi buồn nơi đáy mắt, vì không hề muốn trở thành gánh nặng của chồng, của con. Do hai mắt bị mờ từ nhỏ nên ông Huỳnh Văn Đủ chẳng thể lao động như người bình thường. Cứ trông đến mùa ốc, ông lại xin đi lấy ốc mướn để kiếm vài chục ngàn mỗi ngày. Có tiền là có miếng ăn, có ít thuốc cho vợ và cho thằng Bắc. Nhiều lúc nghĩ đến chuyện đèn sách của con, ông không giấu được nỗi buồn vì sợ lo không nổi. May mà thằng Bắc hiểu chuyện, cứ hôm học, hôm đi làm, vì nó tin rằng học tập thật tốt sẽ giúp nó thay đổi cuộc sống, bù đắp những khó nhọc của mẹ cha. Hiện Bắc vừa học ở trung tâm giáo dục thường xuyên, vừa học trung cấp luật. Em có cái sự chịu khó trong học tập. Ngoài việc học, em còn nuôi cha bệnh, rồi mẹ bệnh. Em phải đi học rồi em vừa làm thêm. Do đó tôi rất là đồng cảm. Tôi cũng xuống trực tiếp ở nhà em rồi. Tôi thấy gia đình em rất là khó khăn. Tôi cũng mong hy vọng rằng em Bắc sẽ được một cái ngôi nhà nó khang trang, để có cái ta nói an cư mới lập nghiệp, thì từ đó em có tinh thần để động lực vượt khó trong học tập. Đã tạo con ra rồi thì mình khổ khổ là cỡ nào mình cũng phải gắng lặn lội mình để tìm cái đường sống để mà mình cho con nó ăn học, và mình cũng mong muốn là để có được cái nhà tặng, là có chỗ là để mình nương thân, để là mình đi làm để nuôi con cho nó ăn học thành tài. Những ngày mưa, căn nhà của Bắc không còn chỗ khô ráo. Em và cha lót tạm những tấm bao ni lông để lấy chỗ đi lại. Cậu học trò nghèo chưa bao giờ dừng lại mong ước của mình, nhưng khó khăn cứ kéo nhau tiếp nối, khiến hành trình phía trước của em và gia đình trở nên nhọc nhằn hơn. Nhìn mái nhà sập xệ, nhìn những bước chân bì bõm trong con nước để kiếm miếng ăn, không ai không xúc cảm trước tấm lòng hiếu thảo của cậu học trò nghèo.